hay. Mấy hôm còn có bạn đấy, có bạn vào tắt vào lều nhà ai của tôi xong. Nhà chị là cạnh lều ấy, à, cạnh tăng nhà chị. Đêm luôn. Muối không xong người đốt sung vù lên mà chân ra ngoài mát. Đấy. Đêm đấy nhà nó, mình không mát, mát nhưng mà bọn em phải nằm trên thuyền đá mà nằm trên thuyền đá để nó mát thôi. Cái khổ luôn mà. Cái hôm mà mình ngủ hay đang anh nhỉ? Ừ. Chỗ đây mát như thế mà. Mà đêm đấy không khô thế nào. Này, cá thêm này. Xem có con tôm nào để cho nó đánh nhau tiếp nào. Có 3 con tôm, rơi mất 2 con. Thế à? Đẹp trong veo luôn.